Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới, và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào các khán thính giả của Tin Mới. Các bạn thân mến, Việt Nam rất nhiều năm qua vẫn đang bị mang tiếng là quốc gia chuyên đi nhận viện trợ vũ khí và mua vũ khí đã qua sử dụng từ Nga. Vâng, đó là câu chuyện có thể nói là từ thời ông bà anh khi xưa rồi. Còn chuyện về ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hôm nay đã là một trang hoàn toàn mới. Việt Nam không chỉ mạnh tay chi tiền mua các loại vũ khí khủng hiện đại từ các cường quốc quân sự, mà còn dày công nghiên cứu và chế tạo ra nhiều loại vũ khí mới hiện đại, công nghệ cao khiến thế giới phải trầm trồ. Tất nhiên, phải nói trước rằng chúng ta mua vũ khí và phát triển vũ khí không để chạy đua vũ trang hay xuất khẩu như các cường quốc, mà mục tiêu duy nhất là để chủ động tự vệ phòng thủ trong các tình huống xấu. Mới đây, thông tin về việc quân đội Việt Nam đang phát triển 5 nhóm vũ khí công nghệ cao và nó sẽ được bật mí trong triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 tới đây, khiến cho dư luận vừa vui vừa hồi hộp chờ đợi. Vậy 5 vũ khí mà Việt Nam đang phát triển là gì? Khi nào thì nó chính thức được trình làng? Chúng ta hãy đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Các bạn thân mến, những ngày qua, nhiều người dân Hà Nội đã vô cùng thích thú khi được tận mắt chứng kiến những màn nhào lộn, trình diễn rực rỡ và điêu luyện của dàn máy bay lạ trên bầu trời Hà Nội, phải không ạ? Không phải máy bay dân dụng, không phải trực thăng. Vâng, nó chính là những chiến đấu cơ Su-30 MK2 thuộc biên chế của Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn 371. Những chiến đấu cơ này xuất phát từ sân bay kép thuộc Lạng Giang, Bắc Giang và các tiết mục trình diễn mãn nhãn trên bầu trời thủ đô. Đó chính là những buổi diễn tập để phục vụ cho triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 vào ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 tới đây. Triển lãm do chính Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức lần đầu tiên không chỉ là một trong những sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng mà còn là cơ hội để quảng bá, truyền năng lực, tiềm lực công nghệ vũ khí trang bị do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước, tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty doanh nghiệp trong nước quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu ạ. Triển lãm quốc phòng này có mở cửa cho người dân trong nước và bạn bè quốc tế đến tham quan. Và tất cả công dân trên 18 tuổi đều có thể tới tham quan triển lãm vào ngày 10 tháng 12. Địa điểm triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 là sân bay Gia Lâm, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. Đây thực sự là một cơ hội hiếm có, khó tìm để có thể tận mắt chiêm ngưỡng các vũ khí tối tân của quân đội Việt Nam và quốc tế. Vì vậy, các bạn hãy chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đi xem nhé! Các bạn thân mến, điều mà rất nhiều người quan tâm ở thời điểm này chính là Việt Nam sẽ khoe gì ở triển lãm lần này. Theo Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, tại triển lãm, các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế sẽ trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần kỹ thuật. Các sản phẩm của Việt Nam trưng bày, giới thiệu tại triển lãm sẽ bao gồm các sản phẩm do cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nghiên cứu chế tạo. Chưa hết, có nhiều nguồn tin không chính thức còn cho biết rất có thể trong triển lãm lần này, 5 nhóm vũ khí công nghệ cao mới nhất, hiện đại nhất của Việt Nam sẽ góp mặt. Các bạn thân mến, thông tin về việc quân đội Việt Nam đang phát triển 5 nhóm vũ khí công nghệ cao thực sự không phải đến thời điểm này mới có. Cũng không phải thông tin về hè hay đoán giả, đoán non gì. Mục tiêu này đã được đưa vào nghị quyết số 08 NQTU của Bộ Trung ương về thực hiện hóa trong đề án khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng về nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số vũ khí mới giai đoạn 2012 đến 2015, định hướng đến năm 2020, gọi tắt là đề án KCNQ06 cách đây nhiều năm. Những năm qua, nó đã trở thành nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Tại hội nghị tổng kết đề án KCNQ06, Bộ Quốc phòng đã nhắc đi nhắc lại là nhấn mạnh khẩu hiệu quyết tâm nghiên cứu chế tạo thành công 5 nhóm vũ khí, trang bị kỹ thuật được xác định trong nghị quyết số 08 NQTU của Bộ Chính trị. Khẩu hiệu này đã được in thành phông và dán ngay cửa ra vào của hội nghị tổng kết để thể hiện quyết tâm của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trong việc sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ chế tạo thành công 5 nhóm vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến và hiện đại. Cho đến thời điểm này, thông tin cụ thể về 5 nhóm vũ khí này gồm những gì, công dụng như thế nào, sức mạnh ra sao vẫn chưa được công khai.
Tuy nhiên, chúng ta có thể ngầm hiểu rằng chắc chắn nó sẽ là những vũ khí tinh hoa, thể hiện trí tuệ, sự sáng tạo và sức mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện đại, tiến bộ và không ngừng phát triển. Báo cáo về đề án KCNQ06 mới đây, Đại tá Tiến sĩ Dương Văn Yên, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết, sau thời gian tổ chức triển khai thực hiện đề án nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công một số chủng loại sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật và vật tư kỹ thuật đặc chủng phục vụ sản xuất quốc phòng, thông qua thực hiện đề án này thì trình độ đội ngũ cán bộ nghiên cứu tại các đơn vị được nâng cao, đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một số loại vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật mới hiện đại. Cũng theo lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, để thực hiện tốt đề án KCNQ06, Viện Vũ khí thuộc Tổng cục đã tích cực phối hợp, liên kết với các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội nhằm khai thác triệt để, sử dụng hiệu quả tiềm lực khoa học công nghệ của các phòng thí nghiệm trọng điểm, các trung tâm khoa học lớn và các khu công nghệ cao. Các sản phẩm vũ khí mới được Viện Vũ khí Nghiên cứu và Chế tạo thành công được nhắc đến trong báo cáo có thể kể đến như ống phóng của súng chống tăng thế hệ mới, phôi hợp kim Talanum cho nòng pháo, bộ phận điều khiển mìn chống tăng không tiếp xúc thế hệ mới, chế tạo chất nhiễu hồng ngoại cho đạn nhiễu, mạ vỏ lựu đạn pháo hải quân có tốc độ bắn lớn. Ngoài ra, Viện còn hợp tác với nhà máy Sloboda thuộc Cộng hòa Serbia học tập nghiên cứu về thiết kế nguyên lý và công nghệ tăng tầm cho đạn pháo, hợp tác với công ty Hatsut thuộc Cộng hòa Nam Phi để học tập, tìm hiểu một số mô hình tổ hợp phòng thủ, phòng không bằng súng máy. Tuy nhiên, giới quan sát tò mò hơn đến các nhóm vũ khí mới có tích hợp công nghệ cao cũng được nhắc đến, nhưng không nhiều trong báo cáo đó là các loại đạn pháo dùng cho hải quân, hệ thống mô đun pháo hải quân 06 điều khiển tự động đạn nhiễu cho các tàu chiến thế hệ mới. Ngoài ra, sẽ có hệ đạn khối mẫu mới, đạn nhiệt áp, đạn pháo tăng tầm theo nguyên lý mới, tổ hợp súng và đạn chống tăng, chống hệ thống phòng thủ chủ động và giáp phản ứng nổ thế hệ mới, súng và đạn chống người nhái, hệ súng và đạn cối chết âm, súng và đạn bắn tỉa, tổ hợp súng điều khiển từ xa, các loại khí tài quan sát, ngắm bắn, hỗn hợp ngày đêm, mìn chống tăng thế hệ mới. Thưa các bạn, bấy nhiêu chưa phải là đã đủ hết, mà nó rất có thể chỉ là một phần nhỏ trong danh mục 5 nhóm vũ khí công nghệ cao mà Việt Nam đang phát triển. Nên nhớ là 5 nhóm chứ không phải là 5 món các bạn nhé. Mỗi nhóm vũ khí thường bao gồm rất nhiều vũ khí khác nhau, có cùng công dụng hoặc được dùng cho cùng một lực lượng như hải quân hay không quân lục quân. Nếu như các bạn đã từng theo dõi và còn nhớ thì cách đây không lâu, chúng tôi đã từng có một video nói về việc Việt Nam đang thực hiện thử nghiệm hai loại thiết giáp chở quân có ký hiệu là XTC-02 và XTC-01. Nên nhớ rằng quân đội ta cũng chưa từng công khai hai loại thiết giáp made in Việt Nam này. Nhưng hình ảnh của chúng rò rỉ trên mạng xã hội đã khiến không ít người phải ngạc nhiên, ngỡ ngàng mà thốt lên rằng Việt Nam cũng đóng được thiết giáp chở quân hiện đại thế này sao? Nhiều người cũng đoán giả, đoán non rằng rất có thể hai loại thiết giáp này thuộc danh mục 5 nhóm vũ khí hiện đại mà Tổng cục Quốc phòng đang phát triển và hồi hộp chờ xem nó có được trưng bày tại triển lãm lần này hay không. Trong các clip được đăng tải về hai loại thiết giáp này cũng cho thấy chúng được thử nghiệm ở nhiều loại hình khác nhau, có cả trên bờ, dưới nước. Và các phiên bản đều bộc lộ sức mạnh ngang ngửa không thua kém gì các thiết giáp chở quân của nước ngoài. Nếu các sản phẩm made in Việt Nam này được ra lò thì quân đội Việt Nam sẽ không còn lo gì đến việc phải bỏ số tiền khủng để nhập khẩu thiết giáp của nước ngoài nữa. Trên hết, chúng ta có thể vỗ ngực khẳng định với thế giới rằng ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta không còn non trẻ, lưu tiêu như thế giới nghĩ nữa. Nó thực sự là một con rồng đang được đánh thức sức mạnh quật cường như vũ bão. Kính thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc đưa ra cảnh báo máy bay quân sự nước này có thể bắn đạn ở phía trước máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nếu bà đến thăm Đài Loan. Global Times, tờ báo thuộc People Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm nay đã nêu các biện pháp mà Trung Quốc có thể triển khai để ngăn chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và phái đoàn Mỹ tới Đài Loan. Chủ tịch Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ thăm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản trong chuyến công du châu Á tuần này. Báo địa phương Đài Loan Liberty Times cho hay, sau khi thăm Singapore, Malaysia, phái đoàn của bà Pelosi dự kiến sẽ đến Đài Loan vào 22 giờ 20 phút hôm nay, nghỉ qua đêm trên hòn đảo và gặp lãnh đạo Thái Anh Văn vào ngày mai.
Nếu bà Pelosi đến Đài Loan, bà sẽ trở thành chủ tịch Hạ viện đầu tiên của Mỹ đến hòn đảo trong vòng 25 năm trở lại đây. Chuyên gia hàng không quân sự Trung Quốc Fu Qianshao nói với Global Times rằng các máy bay quân sự nước này có khả năng tuần tra thường xuyên xung quanh Đài Loan, đồng nghĩa với việc mọi nỗ lực của các quan chức Mỹ nhằm tiếp cận hòn đảo đều sẽ bị phát hiện. Nếu máy bay chở bà Pelosi tiến vào khu vực của chúng tôi sẽ phải thực hiện các biện pháp để cưỡng ép, ngăn chặn, theo dõi và gửi tín hiệu cảnh báo qua vô tuyến. Nhưng nếu những biện pháp đó không hiệu quả và bà Pelosi vẫn tiếp tục làm những gì bà ấy muốn, máy bay chiến đấu của chúng tôi có thể bắn đạn pháo theo đường chéo ở phía trước máy bay của bà Pelosi như một lời cảnh báo bổ sung, ông Fu nhấn mạnh. Ông Fu cũng tuyên bố Trung Quốc có sức mạnh quân sự vượt trội trong khu vực và bất kỳ đoàn hộ tống quân sự nào của Mỹ cũng không thể hành động bảo vệ Chủ tịch Hạ viện trong trường hợp xảy ra một cuộc đối đầu thực sự. Một nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ dẫn đầu là tàu sân bay USS Ronald Reagan đã xuất hiện ở vùng biển của Philippines cách Đài Loan không xa. Chuyên gia Chiu Ji tại Đài Loan cho rằng bà Pelosi có thể sẽ tìm cách đến Đài Loan từ hướng phía đông của hòn đảo nơi quân đội Trung Quốc ít hiện diện hơn. Lực lượng phòng vệ Đài Loan hôm nay thông báo, 4 máy bay chiến đấu J-16 của quân đội Trung Quốc đã tiến vào góc Tây Nam của vùng nhận diện phòng không Đài Loan. Đài Loan cũng đã điều máy bay và triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa để theo dõi các máy bay Trung Quốc. Theo Global Times, hai tàu sân bay của Trung Quốc đã rời cảng giữa lúc căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan. Tàu sân bay Liêu Ninh bắt đầu rời cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông hôm qua, còn tàu sân bay Sơn Đông rời cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam hôm nay cùng một tàu đổ bộ Tai-075. Truyền thông Đài Loan hôm nay đưa tin lực lượng phòng vệ hòn đảo này đã bố trí các loại máy bay chiến đấu Mirage 2000 và nhiều khí tài quân sự trước thềm chuyến thăm có thể diễn ra của Chủ tịch Hạ viện Mỹ. 8 máy bay đã được chuyển tới căn cứ không quân Chihang. Ngoài 2 chiếc Mirage 2000 đã xuất hiện từ trước, căn cứ Chihang nằm ở khu vực đông nam của Đài Loan, nơi máy bay của bà Pelosi dự kiến hạ cánh. Căn cứ này hiện được đặt trong tình trạng báo động cao. Lực lượng phòng vệ trên biển của Đài Loan cũng đã triển khai thêm 2 trực thăng chống tàu ngầm để tuần tra khu vực gần đảo này. Video của kênh Tin Mới xin được dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.